Anh biết là em với Lợm yêu nhau, tại sao anh còn đi giành Lợm với em? Anh không giành Lợm với ai hết. Em ăn nói cho cẩn thận. Nếu không giành, tại sao anh còn yêu Lợm? Vì anh thích, đơn giản vậy thôi. Anh Thịnh, anh đừng có nói ngang như vậy. Anh ngang vậy đó, rồi sao? Em sẽ đi giành Lợm lại. Giành lại? Em nghĩ mình có cơ hội đó sao? Em lấy gương soi là mình đi. Em có gì xứng đáng với em Lượng? Em... Nhưng mà Lượng nói, cho dù bất kỳ hoàn cảnh gì, Lượng cũng sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Có thể là vì em Lượng nhân hậu hiền lành, sẽ tội nghiệp, và vì lời hứa mà chấp nhận em. Nhưng em đành lòng hủy hoại tương lai tươi sáng của em Lượng sao? Anh nói gì em không hiểu. Em thừa biết tính của dì Hạnh Hòa. Một người vừa học thức đẹp trai nhanh mà dì Hạnh Hòa còn chê. Thì đời nào dì ấy là chấp nhận một thằng rể quê mùa, dốt nát, xấu xí, nghèo hèn và tàn tật giống như em chứ. Lượm á, nếu trọn tình thì sẽ không trọn hiếu. Em đành lòng bắt người con gái mình yêu dày dò trong khổ hận như vậy sao? Ý anh nói, nếu như Lợm yêu em sẽ mất mẹ sao? Đúng vậy. Nhưng mà tại sao dì Hạnh Hòa lại làm như vậy? Hồi trước khi biết em với Lợm yêu nhau, mặc dù là tía cấm cản, nhưng mà dì Hạnh Hòa vẫn ra sức bảo vệ cho tụi em mà. Vì khi đó dì ấy còn chưa biết em Lợm là con của mình. Lúc đó Lợm chỉ là một cô gái mù, xấu xí, quê mùa, không ai thèm cưới Lợm hết. Có được một tấm chồng như em là đã may mắn lắm rồi. Vậy còn bây giờ? Em chưa nhìn thấy em Lượm bây giờ đúng không? Anh bảo đảm, nếu em nhìn thấy em Lượm, em sẽ hiểu ngay vấn đề mà không cần anh nói. Anh Thịnh, em rất muốn gặp Lượm. Anh giúp em nha. Không phải là anh không giúp, mà anh sợ gương mặt của em xấu xí quá sẽ làm em Lượm bị sốc, như là lần đầu tiên mị nương thấy Trương Chi. Sốc như mị nương lần đầu thấy Trương Chi? Không anh Thịnh ơi, em Lượm không phải là hạng người như vậy đâu. Em Lượm sẽ không sợ em đâu. Cái đó là em nghĩ thôi. Còn anh thì chắc chắn 100%. Khi nhìn thấy gương mặt của em, Lượm sẽ kêu lên. Em không tin. Được, hãy cùng anh làm một phép thử. Thử gì? Tí nữa anh nói cho em biết. Cái gì vậy anh? Anh có chuyện muốn nói với em trước khi vô nhà. Đưa nó chuyện cho. Gì vậy anh? Anh Thịnh muốn nói gì với em hả? Lượm nè, em cũng biết là ba mẹ anh đều rất là thương em, nhất là ba anh. Em biết mà, Dượng ba thương em lắm. Lần nào đi về quê, Dượng ba cũng mua quà cho em hết. Má em thì cũng thay đổi rồi, cũng quý anh nhiều hơn. Em thấy thái độ của má như vậy em cũng mừng. Em chỉ sợ là má sẽ gả em cho người khác thôi. Bởi vậy, nếu muốn khỏi lấy người lạ làm chồng á, thì em phải tỏ ra thân mật với anh để cho má em thấy. Sao lại phải tỏ ra thân mật? Thì có như vậy á, má em mới tin là em yêu anh, không gả em cho người khác, gả em cho anh. Nhưng mà anh em mình chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, thương nhau quá trời rồi mà, đâu cần phải tập thân mật nữa. Không phải, hồi đó giờ mình thương nhau á là theo kiểu anh em, không phải tình yêu. Chứ thân mật ở đây là mang ý nghĩa khác. Thân mật giống như là anh điển thân với em hả? Em thông minh rồi đó. Muốn gì tin và gì đồng ý gả em cho anh thì em phải nghe lời anh, và mình phải hôn nhau. Hôn nhau?
Hồi đó giờ em chỉ cho một mình anh Niễn hung thôi à. Cho anh hung em thấy không quen. Anh biết rồi, anh biết là em không quen, nên mình phải tập trước để mai mốt hôn cho dì thấy. Nhưng mà em... Nè, cho anh hôn hay là muốn người lạ hôn và làm chồng em? Sớm muộn gì tụi mình cũng là vợ chồng với nhau. Anh thương em nhiều như vậy, cho anh hôn một cái em cũng khắt khe sao? Em không có. Vậy thì bây giờ mình tập trước cho quen, để mai mốt về giả bộ hôn cho dì thấy, được không? Dạ. Ghê quá. Ghê quá anh Tịnh ơi. Không sao đâu em. Em vô nhà trước đi nha. Thôi em không dám vô đâu. Vậy thì để anh đưa em vô. Không sao đâu, em đừng có sợ. Đi em. Bây giờ em đã tin lời anh chưa? Em không có chỗ nào xứng với Lượm hết. Em tin là chỉ cần Lượm yêu em và em yêu Lượm là đủ sao? Chuyện đó xưa rồi. Lúc đó Lượm chỉ là một cô gái mù không có sự lựa chọn mà thôi. Chính vì vậy nên lúc đó cô ấy mới có thể chấp nhận được em. Nhưng mà bây giờ Lượm đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp, gia cảnh là giàu có. Và bây giờ cô ấy có rất nhiều người đẹp trai, giàu có, ga lăng đeo đuổi cô ấy. Ắt sẽ phải có sự lựa chọn so sánh. Em cứ nghĩ đi, mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy một cô gái đẹp như tiên đi cạnh một con quái vật? Trứng hả? Chuối hả? Tưởng mấy cái thứ này có thể mua chuộc được tôi hả? Thấy bắt ghét ông Hai Tuấn. Trời ơi, ông chết đi nghe. Mới lên thành phố có mấy ngày bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của con Hạnh Hòa rồi. Trứng hả? Trứng nè. Chuối hả? Chuối nè. Trời ơi, cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Cái này chuối với mấy cái trứng nó có thù hằn gì với bà hay sao vậy? Không là buôn bán, vô đây làm gì? Nè, vụ này làm sao đây? Tự nhiên đem hột vịt với chuối ra quăng, bà không thấy ổn hả? Của bất nhân bất nghĩa, không phải của tôi. Ý bà nói mấy nãy chuối với đám trứng này là của anh Hai đem qua hả? Coi bộ lóng rài á, anh Hai quan tâm tới bà dữ nghe. Quan tâm chứ không phải làm chuyện trái lương tâm đạo đức rồi ái nái với lòng rồi đem mấy cái thứ này qua mua chuộc tôi hả? Đừng có hòng. Thôi mà, bớt nóng đi. Anh Hai không phải như vậy đâu. Anh cũng có nỗi khổ tâm riêng mà. Cái bà này, thì ra bà vô đây là vì người ta biểu chứ gì. Khỏi cần, tôi cũng không có rảnh để nghe đâu nha. Có bà kìa, làm gì mà nóng như Trương Phi vậy? Anh Hai không có biểu tôi vô, tự ên tôi đi hả? Ủa, bà tưởng nói vậy tôi tin đó hả? Nói lão học máu đó. Anh Hai không có nhờ giả gì hết trơn á. Hôm qua anh ra quán tôi uống rượu rồi tâm sự. Nè, bà có biết thái độ bà vậy là anh buồn dữ lắm không? Ủa, ổng biết buồn, bộ tôi không biết buồn hả? Lớn già đầu hai thứ tóc rồi, tham sang phụ khó, tráo trở khôn lường, có một đứa con gái à, đem gãi ba bốn chỗ. Anh có muốn vậy đâu, cái này là do anh bị ép thôi. Nè, bà biết trách người ta sao không ngẫm lại chuyện của mình đi? Hồi đó bà cũng đùng đùng đem của hồi môn trả lại cho ảnh đó. Cái đó là tôi hiểu lầm, chứ
không phải là tôi thấy giàu sang rồi trở mặt như ổng. Ảnh có tham phú phụ bần đâu mà bà trách. Tại thằng Thịnh với má của nó ép quá cho nên em mới như vậy. Bởi vậy rồi mới dựng chuyện ác nhân. Trụ thằng con tôi là chết bất đắc kỳ tử chứ gì. Tôi nói thiệt đó hả, ác nhân ác đức lắm biết không. Thôi đi mà, tôi đã nói chuyện này không phải do ảnh làm, mà ảnh bị đặt vô thế đã rồi. Ông cũng tâm sự với tôi. Ban đầu á, lớp thì thương thằng cháu quá, lớp á thì nghe lời bùi tai của con ba dần, muốn con lượm sướng cho nên mới nghe theo. Nhưng sao anh biết mình sai rồi cho nên mới lật đật về quê báo tin cho thằng Niễn biết. Ai dè thằng con của bà nóng ruột quá, chạy lên thành phố trước rồi. Xong chuyện rồi cho nên bây giờ ông muốn nói cái gì cũng được hết á. Hôm qua anh qua quán tôi uống gần hết hai xị, say tới mức đi không nổi luôn. Ông vừa uống vừa kể cho tôi nghe mà cái giọng buồn hiu như là muốn khóc vậy đó. Tôi thấy tội nghiệp nên mới sáng sớm bỏ quán chạy u vô trong này gặp bà. Dù gì cũng là chòm sớm mấy chục năm với nhau, xí xóa bỏ qua cho ảnh nè nghe. Rồi à, chờ thằng Niễn gì làm đám cưới cho hai đứa nhỏ. Chứ không lẽ bà vì giận ảnh mà làm khổ con luôn hay sao? Đi, nghe lời tôi. Anh hai anh nói là anh biết sai rồi nên nhất định là anh sẽ sửa sai. Anh nói đợi thằng Niễn gặp con Lượm trở về rồi cái tổ chức đám cưới rình rang cho hai đứa nó. Bà nói thiệt không? Nói láo học máu á. Anh Niễn, em xin lỗi anh. Anh chết lâu như vậy rồi mà tới hôm nay em mới nấu cơm canh cúng anh được. Không phải em vô tình đâu, mà vì má em bị bệnh, một phần lo cho má, một phần sợ cúng anh. Má nhìn thấy má đau lòng rồi má bị bệnh nặng hơn. Anh đừng có giận em nghe anh Niễn. Anh ơi, hôm nay má đi không có nhà cả ngày cho nên em sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với anh. Anh về ăn uống rồi nghe em nói nghe anh. Em có hái trứng cá cúng anh nữa đó. Lúc sáng mắt ra em cứ tưởng được nhìn thấy anh, được nghe anh khen em đẹp, rồi hai đứa mình nắm tay nhau đi thăm những kỷ niệm mà từ đó tới giờ em chỉ nghe qua anh kể chứ em chưa thấy bao giờ. Anh Niễn ơi, anh khỏe lắm mà. Từ hồi nhỏ tới giờ anh có bệnh gì đâu, sao giờ tự nhiên lại chết? Anh không thương em sao mà lại để em một mình trên trần gian vậy anh? Nếu không vì chữ hiếu với tía với má, nếu không nghe lời ông Mười dạy là không được tự tử, em chết theo anh rồi biết không? Ăn nhiều một tí chứ ở dưới đó không có bệnh. Anh ơi, một tháng nữa
Em sẽ lấy anh Thịnh làm chồng. Anh đừng có buồn nha anh. Tại anh Thịnh biểu như vậy mà em nghe thấy cũng có lý nữa. Anh nói cưới nhau sớm đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Anh thấy làm sao? Thà em lấy anh Thịnh còn hơn là lấy một người lạ làm chồng, phải không anh? Ở nhà mình có khách, anh chờ em tí, em ra coi ai nha. Chào em. Chào anh. Anh tặng em. Tặng em? Có dịp gì đâu. Con trai mà tặng quà cho con gái á thì đâu cần dịp gì đâu. Em nhận đi, cho anh vui. Thiệt hả anh? Ừ. Dạ, cảm ơn anh. Em không mời anh vào nhà sao? Nhưng mà má em không có nhà đâu. Anh không có kiếm má em, anh đến là để gặp em. Nhưng mà em... Nếu mà em không cho anh vào nhà, anh sẽ đứng đây hoài luôn. Khi nào em cho anh vào nhà mới thôi. Dạ không, anh đứng đây đâu được. Anh vô nhà đi. Con nói đưa dì đi ăn nhà hàng, sao lại đưa dì tới đây? Dạ đúng ra con định chở dì đi ăn, nhưng mà đi ngang đây á con lại nhớ mẹ con nói là người lớn tuổi đeo ngọc trai rất tốt cho thị lực, nên con nãy ra ý định là sẽ mua tặng cho dì và mẹ mỗi người một số. Nhưng mà con là con trai lớn ngớ mấy chuyện này, con muốn nhờ dì tư vấn cho con. Con nói sao, ngọc trai hả? Dạ thưa dì, ở đây là chỗ bán ngọc trai thiên nhiên tốt lắm đó dì. Nhưng mà ngọc trai thiên nhiên mắc lắm đó nha. Mắc một chút có sao đâu gì, với lại mình mua được hàng tốt, ở đây không có hàng giả hàng nhái là được rồi. Coi con đó, càng ngày càng dẻo miệng, biết nịnh người lớn rồi đó. Dạ mình chọn cái gì? Cái này được không gì, hay là cái này? Bây giờ em đã tin lời anh chưa? Em không có chỗ nào xứng với Lượm hết. Em tin là chỉ cần Lượm yêu em và em yêu Lượm là đủ sao? Nhưng em nghĩ chỉ cần em yêu Lượm và Lượm yêu em vậy là đủ rồi. Chuyện đó xưa rồi. Lúc đó Lượm chỉ là một cô gái mù không có sự lựa chọn mà thôi. Chính vì vậy nên lúc đó cô ấy mới có thể chấp nhận được em. Nhưng mà bây giờ Lượm đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp, gia cảnh là giàu có, và bây giờ cô ấy có rất nhiều người đẹp trai giàu có ga lăng đeo đuổi cô ấy, ắt sẽ phải có sự lựa chọn so sánh. Em cứ nghĩ đi, mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy một cô gái đẹp như tiên đi cạnh một con quái vật? Lượm đẹp như tiên, còn mình là con quái vật đi bên cạnh mình. Em Lượm sẽ cảm thấy xấu hổ nhục nhã sao? Dạ, cô mời gì? Mời con. Thank you.
con mời gì? Con nè, sao tự dưng con lại hào phóng tặng cho dì Chuỗi Ngọc, rồi còn mời dì tới nhà hàng sang trọng nữa, vậy là sao? Dạ cũng không có gì đâu dì, chẳng qua là con đang muốn tập làm đại gia thôi. Thì ra là như vậy, cậu muốn học đòi làm đại gia với người ta nè. Nhưng không phải chỉ với một chuỗi ngọc, một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng là có thể đủ lột xác làm đại gia đâu nha. Gì à, con biết. Có lẽ là bấy lâu nay con đến nhà dì với một phong cách đơn giản và gần gũi. Và dì con là con của mẹ Ba Dần, đồng hương một thời nghèo khổ của dì. Nên dì có ý nghĩ xem thường con. Dì cứ tưởng bất quá con chỉ là một thằng thầy giáo nghèo, không có sản nghiệp. Không có, dì không có nghĩ như vậy. Dì có. Vì nếu như dì không có suy nghĩ này, dì sẽ không ép gả em lượm cho gã đại gia Thành Minh kia. Thì ra là con lượm nó kể với con đúng không? Hôm nay con muốn chứng minh cho dì biết dì đã lầm. Sự thật, con không phải là một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường với hai bàn tay trắng, mà con còn thừa hưởng một sản nghiệp to lớn từ đời ông nội con để lại. Ông nội con là giám đốc công ty vật liệu xây dựng Phúc Nguyên, và ba của con chính là kiến trúc sư Hữu Tâm, người vừa đoạt giải và giành quyền thiết kế công trình xây dựng phim trường Happy nổi tiếng. Vậy ra ba con là kiến trúc sư Hữu Tâm mà báo chí thường nhắc tới hay sao? Dạ phải. Vậy sao hồi nào tới giờ con không kể cho dì nghe? Vì mẹ con dặn làm người thì mình phải nên khiêm tốn, với lại dì không có hỏi, không lẽ tự nhiên con lập bản kê khai lý lịch cho dì biết. Hôm ngoài biển á, anh chờ em hoài à, nhưng mà không thấy em đến. Em xin lỗi, em nói rồi, tại em không có thích mấy nơi ồn ào vui vẻ. Bây giờ á, anh đã biết hết sở thích của em rồi, anh sẽ không mời em đến những nơi ồn ào náo nhiệt nữa. Em thích xem cải lương lắm đúng không? Anh đừng mua vé, cũng đừng mời em nữa, em không đi đâu. Em hết thích cải lương rồi. Anh hỏi thật em nha, anh còn chỗ nào chưa hài lòng? Em cứ nói đi, anh sẽ thay đổi. Em không dám chê anh, chỉ là... Em không quên được anh người yêu vừa mới qua đời của em có đúng không? Và em đang cúng cho anh ta ở ngoài kia có đúng không? Anh chàng người yêu của em thật là có phước, chắc hẳn lúc anh ta còn sống yêu em nhiều lắm có phải không? Dạ phải, hồi lúc còn sống anh ấy yêu em nhiều lắm. Nếu như anh ta yêu em nhiều như vậy, thấy em đau khổ sầu héo như vậy, trên trời cao anh ta chắc là còn đau khổ hơn em nữa. Anh nói là anh ấy ở trên trời, nếu như mà thấy em khóc anh sẽ đau khổ lắm hả anh? Ai cũng muốn được nhìn thấy người yêu của mình hạnh phúc vui vẻ hết. Em cũng vậy mà, có đúng không em? Anh không nói thì em cũng quên mất, hồi còn sống anh Niễn cũng thường hay nói á, là luôn luôn lúc nào cũng muốn nhìn em vui cười hạnh phúc hết. Con nói sao? Thằng Niễn nó lên thành phố? Dạ phải, tối qua Niễn ngủ nhà con. Rồi con có cho nó biết địa chỉ nhà mới của dì không? Con không chỉ cho Niễn biết địa chỉ nhà, mà còn cho Niễn và em lượm gặp nhau rồi. Trời đất, sao cậu lại dám làm như vậy chứ? Cậu có biết khó khăn lắm tôi mới gạt được con lượm không? Cậu làm như vậy là hỏng hết kế hoạch của tôi rồi. Kế hoạch của dì đến phút này vẫn chưa hỏng, nó sẽ hỏng nếu dì không gấp rút gả em lượm cho con. Cậu đang muốn lợi dụng cơ hội này để đe dọa tôi sao? Con không có ý nghĩ đó, con chỉ phân tích cho dì thấy thôi. Hiện tại con đã cố tình đánh vào lòng tự trọng của Niễn để ngăn cản hắn tiếp cận với em lượm. Nhưng giấy không gói được lụa, cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng sẽ lòi ra. Nên con muốn chuyện này sớm mau kết thúc. Một khi gạo đã nấu thành cơm, em lượm đã trở thành vợ của con rồi, thì... Ra là vậy.
cậu thông minh hơn tôi tưởng. Thủ đoạn cũng không vừa đâu. Con không phải là kẻ thủ đoạn. Con chỉ vì không muốn mất em Lượm mà thôi. Dì à, dì nên suy nghĩ kỹ lời đề nghị của con. Nếu không muốn có một thằng rể tật nguyền, xấu xí. Cảm ơn anh đã nhắc cho em nhớ. Em sẽ không buồn nữa đâu. Đúng rồi, bây giờ em buồn, đau khổ hay khóc lóc gì đi chăng nữa thì anh Điện của em cũng đâu có sống lại được đâu. Trái lại, em còn làm cho anh ấy đau khổ, không có siêu thoát gì khỏi Tây Phương Cực Lạc được. Hồi đó ông Mười cũng nói y chang như anh vậy đó. Ông Mười dặn tụi em là không có được khóc khi mà ông chết, bởi vì tiếng khóc của mình sẽ làm cho người chết quyến luyến, không có đi đầu thai được. Rồi còn bị mấy con quỷ lấy roi đánh nữa. Anh Điển yêu thương em như vậy, anh ta chỉ đành lòng đi đầu thai khi nhìn thấy em hạnh phúc thôi. Yêu Điển, em càng không được khóc. Em biết rồi, cảm ơn anh. Thôi vậy anh về nha, bữa nào anh sẽ lại đến thăm em. Dạ. Anh mình nói đúng. Muốn anh Điển an lòng đi đầu thai, mình phải vui lên, không thể để cho anh thấy mình đau khổ nữa. Anh Điển ơi, anh ráng đi đầu thai nha. Có gì kiếp sau gặp lại, em sẽ làm vợ của anh. Còn bây giờ em phải trả hiếu cho tía với má nữa. Tôi chi làm anh hết hồn. Ủa, vậy là anh cũng chưa gặp em Lượm, với lại em Lượm cũng chưa biết anh còn sống luôn hả? Sao anh không chịu nói? Anh có biết chậm một ngày là em Lượm buồn thêm một ngày không? Em Lượm không có buồn. Sao anh biết? Anh nhìn thấy hết. Bây giờ chung quanh em Lượm có rất nhiều anh đẹp trai giàu có. Tối thì có anh Thịnh chở đi coi cải lương, ban ngày thì có anh khác đến tặng quà, nói chuyện rất là vui vẻ. Cái đó là mợ chủ ép em Lượm thôi. Bà chủ không có ở nhà. Anh thấy em Lượm cười nói rất là vui vẻ với người ta. Không lẽ giờ anh tính bỏ cuộc hả? Biết đâu á, tại vì em Lượm tưởng nó là anh chết cho nên mới chịu quen với người khác. Không thôi bây giờ á, em dắt anh về gặp em Lượm nói cho rõ ràng nha. Anh đã gặp Lượm rồi. Ủa, vậy sao nãy anh nói là... Anh có gặp, nhưng chưa kịp nói câu gì. Em Lượm đã hét lên sợ hãi, còn nói anh là ma nữa. Thiệt hả? Chắc lúc đó anh buồn lắm phải không? Tội nghiệp anh Điển quá à. Anh tốt bụng nhân hậu, nhưng bị cái là xấu thôi à. Bị thọt chân, rồi nghèo nữa, làm sao mà đấu lại người ta. Mợ chủ thì vốn trọng sĩ diện, còn thực dụng nữa, đời nào mà chịu gả em Lượm cho anh Điển. Tôi chi à, anh muốn vô làm vườn trong nhà em Lượm như hồi đó. Em giúp anh nói với bà chủ được không? Cuối cùng á, anh cũng nghĩ thông rồi phải không? Dùng cách này để tiếp cận em Lượm mà không được. Mợ chủ đã có ý định gả em Lượm cho mấy người giàu rồi, đời nào mà cho anh tiếp cận với lại em Lượm. Không phải em à, anh không có ý định tiếp cận em Lượm gì hết. Anh chỉ muốn được vào nhà gần em Lượm
để tìm cách giúp anh Thịnh thôi. Cái gì? Giúp anh Thịnh? Trời đất ơi, em lượm là người yêu của anh chứ bộ. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi Tú Chi à. Anh không xứng với em Lượm. Chỉ có anh Thịnh mới xứng với Lượm thôi. Chỉ có lấy anh Thịnh, em Lượm mới hạnh phúc thôi em à. Anh này thiệt á, không biết nói anh sao luôn. Tự nhiên anh Thịnh mà có yêu em Lượm á thì muốn đến thì tự đến đi, mắc mớ gì anh giúp. Tào lao gì đâu. Mấy người kia như thế nào anh không biết, nhưng anh biết chắc anh Thịnh là người tốt. Anh sợ lỗi như bà chủ gái em Lượm nhầm cho người xấu, khổ đời em Lượm. Vậy là anh không còn thương em Lượm nữa hả? Anh thương, thương nhiều lắm em à. Nhưng nếu cưới Lượm, anh không thể đem hạnh phúc đến cho em Lượm như anh Thịnh được. Lấy anh em Lượm chỉ có đau khổ mà thôi. Mợ chủ sẽ không bao giờ chấp nhận một người nhanh nhuyễn làm rể đâu. Càng cố càng đau, chi bằng đứt một lần, đau trọn gói. Mình sẽ từ từ bù đắp cho anh Niễn. Duyên số đã định sẵn rồi, biết đâu mình với anh Niễn mới là một cặp. Tôi Chi, Tôi Chi. Dạ. Hồi nãy giờ em có nghe nói gì không vậy? Nghe, nghe, em nghe mà. Để em đi gặp mợ chủ rồi em ráng thuyết phục mợ cho anh vô làm nha. Cảm ơn em. Gì vậy? Con nấu bún riêu cua đồng cho má ăn. Không biết có ngon không nữa. Con nấu xong rồi nè. Vậy hả? Dạ. Ôi, cua đồng. Con gái của má cũng biết mua cua đồng sao? Dạ. Con nhờ chú Hồng đã ôm trước ngõ chở con đi mua. Chắc là ngon lắm đây. Má thấy con gái của má hôm nay vui lắm. Từ nay con sẽ nghe lời anh Minh, con sẽ không buồn nữa. Con quên nói với má hôm qua anh Minh ghé đây chơi. Vậy à? Rồi con có tiếp người ta đàng hoàng không? Có chứ. Con có mời anh Minh vô nhà chơi nữa. Ảnh ngồi cũng hơn tiếng mới về. Má, má ăn thử coi có ngon không? Ừ, con cũng ăn đi. Dạ. Má, để con ra mở cho. Thằng Minh coi vậy mà hay. Chỉ mới có một tiếng thôi mà đã làm cho con gái mình vui vẻ lên rồi. Chị Tú Chi, chị mới lên hả? Cô chủ. Tự nhiên kêu em là cô chủ, kêu là Lượm như bình thường là được rồi. Dạ đâu dám đâu, mợ chủ không có cho. Ủa, có mợ chủ chổng không vậy cô? Có, má em đang ăn sáng ở phía sau á. Dạ tại vì hôm nay á, tôi dắt anh họ của tôi lên đây xin việc làm. Anh họ? Dạ. Anh. Hey. Lại đây. Mẹ lên. Anh này. Cô chủ đừng có sợ. Anh này, anh họ của tôi. Anh xấu xí, anh vậy á. Nhưng mà anh tốt bụng, anh hiền lành lắm. Chứ không có thấy trăng quên đèn, với lại tham phú phụ bần như ai kia đâu. Không có. Ý em không phải chê anh xấu, mà em nhớ hình như hôm trước em đã gặp anh một lần rồi. Lượm à, có chuyện gì mà lâu quá vậy hả con? Má ơi, chị Tú Chi lên rồi, chị cứ dẫn anh họ lên nữa nè.
Mợ ơi, con dẫn anh họ con lên đây xin việc làm. Anh họ của con á bị cấm, cho nên mợ đừng sợ. Má, hôm trước con nghe má nói là cần người chăm sóc cây kiểng trong vườn đó. Hay má nhận người ta đi má. Dạ, nhận đi mợ. Mợ chủ, anh họ của con tội nghiệp lắm á. Ảnh bây giờ ảnh bơ vơ, không có chỗ ăn chỗ ở. Bây giờ á, ảnh lên đây ảnh làm, mợ chủ cho chỗ ăn chỗ ở, khỏi phát tiền lương ảnh cũng được nữa. Đi má, giúp đi mà má. Con à, nhưng cậu ta xấu xí quá, má không muốn thuê đâu. Má, đúng là anh ta xấu thiệt, nhưng có điều mình chỉ thuê làm vườn thôi mà, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Má giúp cho người ta đi, cho chị Chi vui mà má. Nghe má. Dạ mợ, nhận giúp người mợ ta đi mà má. Thôi được rồi, để từ từ má tính. Còn bây giờ con vô ăn sáng tiếp đi. Đẻ lên. Dạ. Yên tâm đi, để em nói cho. Được rồi, vào đi. Dạ. Nhanh lên. Mợ ơi, chuyện nói là nhỏ thôi. Chuyện này không nói lớn được. Dạ, con xin bà chủ đừng có giận, cũng đừng có mắng Tố Chi. Chuyện này là tại con, tại con năn nỉ quá nên Tố Chi không có kìm lòng được. Khỏi giải thích, cũng khỏi năn nỉ. Tôi không chấp nhận một người giúp việc vượt rào qua mặt chủ như nó được. Khỏi dài dòng dây dưa cho mất công. Hai người biến khỏi mắt tôi. Biến. Bà chủ. Mợ chủ ơi, thật ra con không có dám vượt rào hay là qua mặt mợ chủ đâu. Con làm chuyện này là giúp mợ chứ bộ. Cô nói sao? Giúp tôi à? Dạ. Anh Hiển, anh tránh chút xíu đi để cho em nói chuyện với mợ chủ được không? Ừ. Dạ, con xin phép bà chủ. Mợ chủ, chuyện là như vậy nè. Anh đợi bà chủ em về để hỏi cho ra lẽ. Hỏi chuyện gì? Chuyện tại sao bà dám nói dối lượm là anh đã chết rồi hả? Hồi nào bậy. Em đừng có bên bà chủ của em ha. Bà chủ của em là cái người mà tham sang phụ khó ha. Dám mà nói dối để mà quỷ hôn chứ gì, đúng không hả? Nói dối là anh đã chết rồi, để dễ dàng gả em lượm cho kẻ giàu sang chứ gì hả? Ủa sao anh biết chuyện đó hay vậy? Đức Thịnh kể cho anh nghe hết rồi. Mà thôi anh ơi, bây giờ anh có gặp mợ chủ anh hỏi á, cũng vậy thôi à. Thế sao cũng vậy? Bây giờ anh coi, anh thì xấu nha, mặt thì thẹo không, chân thì đi cà thọt. Em nói gì? Em mới nói cái gì? Bây giờ em không cần nói luôn, cho anh coi luôn á. Nè, thấy chưa? Anh coi đi, tự coi đi. Xấu không? Cũng xấu chút đỉnh. Đó, xấu quá trời. Trong khi bây giờ em lượm lại gì? Đẹp quá, tiểu thư khuê cát mà, đúng không? Bây giờ mợ chủ không cần ngăn cản thì em lượm cũng không bao giờ chọn anh đâu, yên tâm nha. Anh không tin. Anh tin là cho dù anh có xấu cỡ nào lượm cũng yêu anh. Trời ơi, anh ơi, không có đâu. Em gặp em lượm rồi, em lượm nói với em là không có còn yêu anh nữa, chỉ yêu anh Thịnh thôi. Nhưng mà anh không cam tâm. Chứ làm sao anh mới cam tâm? Bây giờ phải mà tận mắt anh chứng kiến cái cảnh mà lượm mà thân mật âu yếm với Đức Thịnh anh mới cam tâm. Trời, tưởng chuyện gì, chuyện này quá dễ. Giờ vậy đi, để em giới thiệu anh vô trong nhà làm vườn, để anh chứng kiến ngày ngày, đêm đêm, tối tối em lượm hẹn hò với lại anh Thịnh nha. Lúc đó anh sẽ tự động rút lui, được chưa? Được. Nếu mà được như lời em nói á, anh sẽ tự biết thân biết phận mà rút lui, không cần em nhắc. Ok. Là vậy đó mợ chủ. Con mà không hứa giúp á, lỡ anh Niện tới đây gặp em lượm, kể ra hết mọi chuyện, rồi bể tùm lum tùm la là sao? Cho nên á, con mới nghĩ ra cách này chứ bộ. Cách điên khùng như vậy mà cũng nghĩ ra được hay sao? Ở chung nhà thì có khác nào tạo điều kiện cho thằng Niện với con lượm? Không thể nào đâu. Con đã nói rồi á, là bắt anh Niện phải đóng vai câm. Hồi nãy mợ thấy không? Vô đây gặp em lượm, anh Niện đâu có nói được câu nào đâu. Lấy gì bảo đảm là sau này nó sẽ không nói?
Mọi chủ đừng có lo, còn có con làm gì. Con sẽ không cho hai người họ gặp riêng nhau. Rồi con sẽ kè kè sát bên. Với lại con mắt anh Niễn thề rồi, anh không có dám đâu. Tại sao mày lại làm như vậy? Tại vì con yêu anh Niễn. Cái gì? Mày cũng yêu thằng Niễn? Dạ. Mà mợ chủ không thấy cách này là hay nhất rồi hả? Thay vì á, mợ chủ gạt em lượm, bây giờ á, để anh Niễn tới đây gặp em lượm đi, để thấy khó mà rút lui, đúng không? Nếu mà bể chuyện ra thì em lượm cũng không thể nào trách mợ chủ được hết á. Cũng có lý. Ông xách búa đi đâu vậy? Mùa mưa sắp tới rồi. Hôm trước tôi thấy trên nóc nhà bà trống lỗ, qua coi nó dột sao. Tôi sửa giùm cho bà. Thôi khỏi đi ha. Chờ thằng Niễn về hai mẹ con tôi tự làm. Mưa tới nơi rồi, đợi thằng Niễn biết chừng nào. Thằng Niễn nó về lu bu công việc, đám cưới đám đồ tới nơi rồi. Bây giờ cái gì làm được làm trước đi. Ông nói là qua nhà tôi coi dột nhiều ít. Mắc mớ gì ông xách cái búa qua đây làm chi? Trời đất ơi, hôm trước tôi qua nhà bà tôi thấy còn mấy khúc củi chưa ai trẻ, nên xách búa qua tôi bữa giùm cho bà luôn nè. Rồi bà có chuẩn bị đủ củi đốt gì chưa? Làm gì vậy? Nhiều đó. Ê hề rồi. Trời đất ơi, có nhiều đâu bà nói ê hề. Đám cưới mà bà làm như chuyện chơi vậy.